Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì nói chung là chúng ta sẽ đến với lại những trận chiến ở trên Run Master Bua nha các bạn, vì khoảng thời gian trong gọi là đánh rành ta đang ngày càng là thấp lại. Mặc dù là chú rồng thủ lĩnh Clan 10 đã được xuất hiện ra mắt ở đây, nhưng chắc là phải cần thêm một khoảng thời gian nữa để mà chúng ta có thể là review đầu tay nha các bạn. Như là khoảng thời gian để mà chúng ta summon nè, nhưng mà phải lấy gọi là được mạnh cái đã. Sau đó summon, rồi summon xong cũng phải đợi up. Và một cái khoảng thời gian nói chung là lâu la lắm. Trước đó thì sẽ có một vài video nói chung là về những chú rồng thủ lĩnh Clan nha các bạn, để mà có được những cái cách nhìn đó, nói chung là khách quan hay là những kỷ niệm gì đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong Master Bua 2 để mà nói chung là cầm những rồng đi đánh những cái trận chiến các bạn ạ. Có lẽ là đánh bút tháp cho nó oai phong lẫm liệt hơn phải không các bạn. Đấy, và giờ thì wow, giờ thì chúng ta sử dụng đội trưởng đi. Đây là một đội hình là giải cứu gọi là ngân hà đấy các bạn ạ. Hy vọng rằng trong video lần này thì sẽ không gọi là để đánh mất một chú rồng nào nha các bạn. Wow, chú rồng bên kia đã thi triển ra độc chiêu của mình là Vạn Thủy Thần Quyết phiên bản là không được Assassin. Cho nên chúng ta sử dụng cú đấm cực kỳ là uy lực đến từ Khôi Tinh Thách Đấu. Và tiếp tục là Đại Hấp Huyết Thuật, một đòn đánh rất mạnh mẽ được tung ra và hồi cho chúng ta 93 ca máu. Không dừng lại ở đó, trong một sát na thì chú rồng Ratus cảm thấy là sức mạnh như chàng tre và cố gắng công kích đến tôn nghiêm của chú rồng Lich God, nhưng đã bị đáp trả lại bằng một đòn hàng băng trưởng cực kỳ là đau đớn vì sức mạnh x2. Và khi cảm thấy tình huống đang không có lợi cho chú rồng Lich God nên là chú rồng Nanh Băng đã kịp thời ra tay và sử dụng skill Vạn Thủy Thần Quyết bản xịn sò của mình, khiến cho chú rồng bên kia wow, một đòn one hit luôn các bạn ạ. Quá ghê gớm, phải kích hoạt ngay cho mình là một cái bơ hồi sinh, nhưng mà cũng chỉ để cầm cự trong giây lát. Như thế là chúng ta đã có thể là chiến thắng được trận đầu, với nói chung là cũng không cần bỏ ra nhiều công sức. Bây giờ thì đã đến lúc là Blood God phải gặp chú rồng truyền kỳ của mình, đó là chú rồng Morpheus. Nếu như gặp trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ trao đổi vị trí nha các bạn. Đấy, để cho Lich God ở vị trí ở giữa đi. Thì sẽ có những cái cách đánh để cho phù hợp với lại đội hình mà chúng ta gặp, chứ không phải là cứ lấy cứng đối cứng đâu các bạn ạ. Wow, chú rồng kia để mình gọi là ra sát chiêu đầu tiên, Vạn Thủy Thần Quyết phiên bản xịn sò. Wow, 238k, phải nói là khi đã được kích hoạt cùng với lại bơ hồi sinh. À không, nói chung là khi đã được kích hoạt cùng với là tháp bút thì chúng ta có thể là one hit được đối thủ. Nói chung đây cũng là một điều đã được dự tính từ trước. Kể cả một đòn đánh chí mạng hệ hàng băng cũng đã lấy gọn đi sinh lực của đối thủ. Chỉ cần một mình Nanh Băng đã có thể làm mưa làm gió rất nhiều. Và cũng như một đòn đánh chí mạng một lần nữa, phải nói là mỗi chú rồng one hit one kill nhờ vào những cái skill chí mạng cũng như là skill đặc biệt đến từ vị trí của Vạn Thủy Thần Quyết phải không nào. Giờ thì có lẽ mình nên đổi sang những vị khách khó khăn hơn. Hình như là những bạn mà có những vị tướng pro đã đi hết trơn rồi, chỉ còn lại một số bạn như này thôi. Đối đầu với Đại Long bên kia thì vẫn sẵn sàng là sử dụng Nanh Băng. Đâu đó là một đòn tiếp tục là đòn Đại Hấp Huyết Thuật thuộc về hệ băng, và khiến cho chú rồng bên kia cảm thấy là trong người khá là bất ổn khi mà mang một cái thương thế không nhẹ. Tuy nhiên thì những chú rồng phía sau vẫn đang gọi là cố gắng nối tiếp. Chú rồng này thì không có bơ hồi sinh, cho nên là chắc cũng một đòn chí mạng đến từ Nanh Thần. Một đòn đánh chí mạng sau khi bút tháp đến từ Nanh Thần quả nhiên là không thể đỡ nổi. Vậy ra những chú rồng cách 10 khi chúng ta kết hợp với lại tháp bút và những cái đòn đánh mà được chí mạng thì có thể là hạ đo ván những chú rồng cách chính bên kia.
khá là một điều gì đó hay và ho đấy các bạn ạ. Với một đòn đại hấp huyết thuật một lần nữa khiến cho chú rồng Pixel bên kia trở nên gọi là hoang mang trong những cái đòn đánh của mình, khi những cái đòn đánh dường như không gây quá nhiều sát thương trong khi bản thân thì phải trả giá rất là nhiều. 130k, chú rồng bên kia hồi sinh và cố gắng là khàn một đòn lửa rất là mạnh đến từ vị trí bên kia vào người của chúng ta. Nhưng mà không sao, nhanh thần sẽ giải quyết điều đó với đại băng diệt thuật. Một đòn đánh mang sức mạnh ẩn chứa pháp tắc rất là ghê gớm, khiến cho những con rồng bên kia phải chào thua thôi. Và bây giờ sẽ đối đầu với một chú rồng Hellrich có lượng sức mạnh là Mad Power. Nhưng rất đáng tiếc vì những con rồng mà đối đoạn của chúng ta đều bị khắc chế bởi hệ băng. Có lẽ như đây là một điều gì đó nằm trong ý định chăng. Wow, một pha cực kỳ là dứt khoát bên kia sử dụng ngọn lửa thần thánh. Wow, mà chúng ta lại không thể sử dụng skill băng một lần nữa, cho nên bây giờ phải sử dụng skill băng của nanh thần thôi. 268k à? Wow, xém nữa là đã có thể khiến cho chú rồng bên kia cảm thấy choáng váng. Nhưng sẽ sử dụng skill bóng tối để mà có thể dứt điểm chú rồng bên kia và thêm một lượng máu nho nhỏ lấy của chú rồng đang núp ở trong hàng ghế dự bị. Có lẽ là chú rồng này sau khi đã hồi sinh rồi thì mới bị là dứt điểm thực sự đây. Còn chú rồng này thì có bơ hồi sinh nhưng mà đã bị giáng một cái đòn đánh rất là thương tâm trước đó rồi, cho nên theo mình nghĩ là sẽ không hồi sinh được. Hồi sinh đi với đòn đánh vạn thủy thuần quyết một lần nữa chứng minh được sức mạnh của gọi là Blood God có thể ức chế được bơ hồi sinh bên kia nếu như trong một cái hoàn cảnh nhất định, và những rồng phía sau sẽ không thể sử dụng hồi sinh chi thuật được. Wow, quá tuyệt vời phải không nào? Tuy nhiên thì điều kiện là những rồng ở phía sau lượng máu phải nhiều nha. Kiểu như là khi dứt điểm thì lượng máu vẫn đang còn nhiều, chứ còn mà còn ít thì vẫn sẽ có hồi sinh được. Wow, chúng ta đã rơi vào độc thủ của chú rồng bên kia rồi. Đòn đánh trước này lấy đi khá là nhiều lượng máu đến từ chú rồng nanh băng, buộc lòng nanh thần phải ra đáp trả, và cũng bị một đòn đánh cực kỳ là dứt khoát đến từ chú rồng này. Phải hấp huyết thôi. Với sở trường hấp huyết của mình đã có thể khiến cho chú rồng bên kia một chút chao đao, nhưng một chút ấy thì cũng không có thể là nói lên được điều gì quá nhiều, nên phải sử dụng một đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ để thôi thúc chú rồng bên kia một lần nữa bơ hồi sinh, đánh đổi bơ hồi sinh. Và lần này thì chắc chắn sẽ có sự tham dự đến từ rồng đội trưởng với đòn đánh Dạ Đế Hoàng Quy, buộc lòng chú rồng sinh phu bên kia một lần nữa ra ứng chiến tiếp chiêu. Và có lẽ nào sẽ là một tình huống trao đổi lượng máu sẽ mất khá là nhiều đến từ vị trí bên kia, vì bên kia không có hấp huyết lại máu của chúng ta. Đây là một điều gì đó khá là có lợi cho mình. Đấy, hồi máu chi thuật và khiến cho hai chú rồng kia trao đảo. Dù sao thì mình cũng phải tốn đến 2 skill thì mới có thể là hạ gục được chú rồng này. Và khi chú rồng kia chúng ta tiến đến thì sẽ rơi vào độc thủ của nanh thần. Quả nhiên là như vậy, không chạy đâu hết cả, tính toán quá là chi tiết rồi. Đấy, đã rơi vào độc thủ của chúng ta các bạn ạ. Và hiện tại thì chỉ còn lại lượt đấu cuối cùng. Mong rằng sẽ tìm thấy được một đối thủ nào đó khá là mạnh mẽ ở vị trí bên kia. Những chú rồng không thường nè đều là có bơ hồi sinh hết cả. Ui, lỡ chuyển rồi. Rồi, đây thì gặp hai chú rồng là Hellrich chắc cũng được. Ok, đánh cái trận này là ok nè. Mình sẽ để cho nanh thần ở vị trí đầu tiên, vì nếu không sẽ rơi vào độc thủ của chú rồng Elixir bên kia. Nhưng có vẻ là trong ván đấu này đội trưởng sẽ không ngồi im rồi. Nhưng mà đội trưởng cũng sẽ bị khắc chế ở giai đoạn đầu, cho nên là chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu trước nha. Chú rồng Titan điện bên kia đã bị phá đi lớp khiên của mình và cố gắng còn quay. Nhưng liệu đội trưởng có thể one hit được chú rồng bên kia bởi một đòn chí mạng và khi đang được bút thấp hay không? Nào, sức mạnh là ra sao? Oh yeah, nói chung là không được các bạn ạ. Cho nên là phải có thêm một cái đòn đánh nữa, và có lẽ là sẽ sử dụng tuyệt kỹ đặc biệt của chú rồng nanh thân, bóng tối bao trùm. Và như thế là hai chú rồng Hellrich bên kia đã bị giảm đi một cái lượng máu rất là đáng kể.
Kể cả là như vậy thì mình sẽ sử dụng là đại hấp huyết thuật để khiến cho lượng máu bên kia một lần nữa được bào mòn. Và mòn tới tầng này rồi thì còn chờ gì mà không xuất ra nanh băng với đòn đánh băng thường của mình. Một đòn đánh thường lòng địa ớt rất là ghê gớm. Bên kia sử dụng một đòn đánh hỏa tai rất là ghê, đại nhật hỏa tai. Thì có lẽ là sẽ phải trao đổi lại bằng chiêu thức là cú đấm khôi tinh thách đấu. Wow, bên kia thì có vẻ là không nể nang gì những đòn đánh của mình. Nhưng bây giờ mới thực sự là cái con ác chủ bài nè. Đấy. Wow. Quả wow, không hồi sinh luôn. Quá ghê gớm với cái sức mạnh ức chế hồi sinh. Thì các bạn bên kia gặp vấn đề rất là lớn các bạn ạ. Ấu già gặp những chú rồng như thế này. Đấy thì những cái trận chiến ta khá là đơn giản như vậy thôi các bạn. Chung là đi hết trơn và không có tổn thương chú rồng nào nha các bạn. Đấy, cái sức mạnh của mình thì chỉ cần chúng ta gọi là chăm chỉ đánh thì sẽ được thôi các bạn ạ. Úi xồi ôi, đánh khá là chăm chỉ cho cái run này. Nhưng không biết là vẫn có nhớ mà đánh tiếp không, chứ không là không lên được run Battle Bua 3 các bạn ạ. Thì sẽ quên thôi. Ok, và có lẽ chúng ta gọi là kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.